Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Giải Mã Bí Ẩn, kênh YouTube tổng hợp và phân tích những điều kỳ thú, những câu chuyện thần bí và những ẩn số chưa có lời giải trên trái đất này. Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh những câu chuyện kỳ bí về Leviathan, quái vật đại dương. Leviathan là một loài quỷ quái trong kinh thánh. Trong ngành khoa học nghiên cứu ma quỷ, Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục, là tội đồ đố kỵ, ganh tị và canh giữ cổng địa ngục. Nó được miêu tả ở thời Trung Cổ với hình dạng có một cái lưỡi mở ra có thể nuốt chửng được cả linh hồn. Do đó, loài vật này tượng trưng cho núi và địa ngục. Leviathan là một con quái vật khổng lồ, rồng, rắn hay cá sấu. Nó thực sự không được miêu tả có hình dạng cụ thể. Trong thời đại vàng ở châu Âu, những thủy thủ trông thấy Leviathan dưới hình dạng nà ná cá voi, thường là rắn biển, có thể đánh chìm cả một con thuyền. Leviathan có thể được coi là sự khởi dậy của một trận đại hồng thủy đáng sợ. Nó có khả năng thay đổi trái đất, làm đảo lộn mọi trật tự và địa lý, nếu không muốn nói là hủy diệt thế giới. Mô tả về nó gợi lên hiện tượng về cá sấu sông Nìn, hung dữ, mà sau đó xuất hiện rất nhiều ở vùng đất của các pharaoh. Sự nổi tiếng của con quái vật này lớn đến nỗi, nó còn được nhắc đến trong kinh thánh, nói rằng Leviathan là con quái vật được tạo ra trong ngày thứ năm của buổi sơ khai. Một số tài liệu còn cho biết rằng, Leviathan còn được tạo ra theo cặp với một con đực và một con cái. Cụ thể, trong ngày đầu tiên của nhân loại, Đức Chúa Trời đã tạo ra một Leviathan có sức mạnh phi thường, gồm một con đực và một con cái giống như loài người là Adam và Eva. Chúng được ban cho sức mạnh và trí khôn, nhưng do bản tính hung bạo, khinh bỉ tất cả muôn loài, mỗi khi đói, chúng dùng hơi thở đầy lửa của mình thiêu đốt con người và làm sôi sục cả một vùng biển rộng lớn để tận diệt các sinh vật dưới biển nhằm thỏa mãn thú tính của mình. Trước những gì cặp đôi hoàn hảo này thể hiện, Thiên Chúa sợ chúng sẽ phá hủy thế giới, diệt sạch muôn loài, đồng thời lo ngại sự sinh sản của chúng sẽ gây ra ảnh hưởng đến sự tồn vong của trái đất, nên đành cắn răng giết đi con cái và dùng thịt của nó để cứu sống cho những con người. Cũng vì thế mà con Leviathan đực càng trở nên điên loạn, hung bạo hơn, khát máu hơn. Nó tấn công cả sinh vật ở trên cạn gần bờ biển, phun lửa thiêu rụi mọi thứ nó gặp. Trước những gì đang diễn ra, một lần nữa chỉ có sức mạnh của Chúa Trời mới có thể tiêu diệt con thủy quái này nhằm cứu lấy nhân loại. Nhiều câu chuyện sáng tạo đề cập đến Leviathan nói rằng Chúa tạo ra sinh vật này cùng với Zeus và Behemoth để thể hiện sức mạnh toàn năng. Nhưng Leviathan và cả hai sinh vật kia đều được biết đến với bản chất xấu xa, loài người không thể đánh bại nó. Truyền thuyết kể rằng Leviathan dài tới 300 dặm, kích thước chính xác của sinh vật này vẫn chưa được xác định bởi nó quá lớn để con người có thể biết đến. Sinh vật biển mạnh mẽ này được biết đến có tính khí hung dữ khiến ai nấy khiếp sợ, và lớp vảy bọc thép làm nó trở nên bất khả chiến bại. Trên thực tế, lớp vảy của Leviathan được cho là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của sinh vật này. Nhiều huyền thoại cho biết Leviathan có một lớp vảy bọc thép để bảo vệ da thịt của nó. Những chiếc vảy trên đó gần nhau đến mức không khí khó có thể lọt qua chúng. Mặc dù những chi tiết này cho chúng ta biết sinh vật này rất mạnh, nhưng không có hình thù cụ thể để minh họa cho Leviathan. Nhiều người tin rằng Leviathan là một con rắn lớn hoặc một con rồng, mà cũng có thể là một con cá lớn. Thật kỳ lạ, Leviathan không chỉ được biết đến với sự đáng sợ, mà còn được biết đến với một vẻ đẹp hiếm có. Con quái vật biển hùng mạnh, nhưng sở hữu thứ ánh sáng như huỳnh quang trong tự nhiên. Đôi mắt của nó được cho là có một thứ ánh sáng mờ ảo, và nó sẽ sáng hơn trong đầu của Leviathan trồi lên khỏi bề mặt đại dương. Da của Leviathan cũng có một sắc sáng đẹp, đặc biệt là các vảy của nó trông như những vầng sáng nổi phía trên, và Leviathan có nhiều sức mạnh đáng gờm. Một trong số đó là khả năng thét ra lửa. Khi đầu của sinh vật này nhô lên khỏi mặt nước, ngọn lửa sẽ được phân ra thử nghiệm vào lỗ mũi của nó. Lửa cũng bừng lên từ mắt nó, ở trên bề mặt nước biển, và thần cũng được biết đến khả năng đun sôi nước xung quanh nó, và khả năng này cho phép nó dập tắt tất cả những âm mưu và khủng bố của con người nói chung. Ngoài ra, con quái vật này được biết đến là có hơi thở cực kỳ hôi. Mùi hương tỏa ra từ nó cơ bản đều là chất độc. Bất kỳ sinh vật nào vô tình ngửi hơi của nó đều phải chết. Một số cho rằng Leviathan sẽ giết chết mọi sinh vật sống trên thiên đường nếu nó được cho phép chỉ bằng khả năng tỏa ra chất độc của nó. Nhiều người cho rằng một sinh vật biển sống ở thời kỳ của những nền văn hóa cổ đại đã truyền cảm hứng cho câu chuyện về Leviathan. Một số người khác thì tin rằng Leviathan được lấy cảm hứng từ một sinh vật không còn tồn tại trên trái đất này. Có những người thì cho rằng con quái vật này có thể chỉ là phóng đại của những sinh vật có thể được tìm thấy ngày nay. Leviathan được biết đến trong tất cả các tôn giáo bởi sự bí ẩn và sức mạnh của nó. Con thú hùng mạnh này thường chỉ được nhắc đến vài lần trong mỗi bài văn. Có lẽ để những con chiên theo các tôn giáo này có thể hiểu được sức mạnh của nó, nhưng không nhầm lẫn sức mạnh này với sức mạnh của Chúa Trời.
Mặc dù Leviathan thường được công nhận là một con quái vật cờ đốc giáo, nhưng nó cũng có thể được đề cập đến trong kinh Do Thái. Trong Thiên Chúa giáo, Leviathan cũng được hiểu như một trong bảy đại tội của con người. Theo cách hiểu này, Leviathan tượng trưng cho con quỷ của sự ghen tị. Cũng có những giả thuyết đi xa hơn và cho rằng Leviathan là hình ảnh hiện diện cho chính Satan. Do Thái giáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Leviathan và nguồn gốc của nó. Một trong những tài liệu xuất hiện sớm nhất về Leviathan cho biết, sinh vật này là một con rồng cái, sống ở phía sâu đại dương. Các phiên bản khác về Leviathan cho rằng con thú này là giống đực. Cũng như Thiên Chúa giáo đã từng xuất hiện cả con đực và con cái, nhưng con cái sẽ bị giết chết để ngăn cản hai con tạo ra hậu duệ rồi nuốt chửng trái đất. Người ta tin rằng thịt của Leviathan cái đã được trao một phần cho người Do Thái làm thức ăn. Sau này, một số nhà nghiên cứu cho rằng Leviathan chỉ đơn giản là sự phóng đại của cá sấu. Mặc dù điều này có một số điểm đáng tin cậy trong giới học thuật bởi những đặc tính của cá sấu, lớp da của nó cũng rất dày, nhưng không chắc đây là nguồn cảm hứng thực sự bởi người cổ đại thực tế đã giết thành công cá sấu. Trên thực tế, nhiều tài liệu cho thấy cá sấu bị săn đuổi bởi những thợ săn và Leviathan hùng mạnh, không thể bị khuất phục bởi loài người. Điều này khiến cá sấu không thể là ứng cử viên cho cảm hứng về Leviathan. Các nhà nghiên cứu khác thì cho rằng Leviathan có thể lấy cảm hứng từ một loài sinh vật biển khác chưa được con người hiện đại khám phá. Những người ủng hộ giả thuyết này nhanh chóng trích dẫn nhiều câu chuyện về quái vật cho các nền văn hóa cổ đại. Họ cũng dẫn ra truyền thuyết về quái vật biển Kraken cũng như Leviathan gần như là bất bại và để lại ít chứng cứ tồn tại về nó. Leviathan xuất hiện trong rất nhiều văn học. Tiểu thuyết Moby Dick của Herman Melville cũng đã sử dụng hình ảnh của Leviathan để gây dựng nên hình tượng cá voi trắng. Trong Les Mis năm 1862 của Victor Hugo, hệ thống công rãnh của Paris được mô tả như ruột của Leviathan. Ảnh hưởng của Leviathan đến với văn hóa là vô cùng rộng rãi. Trong phim ảnh, Leviathan cũng từng xuất hiện trên cả màn hình nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Trong bộ phim Hellraiser 2 năm 1988, Leviathan tượng trưng cho vị thần xác thịt, tham lam và ham muốn. Trong phim Atlantic năm 2001, Leviathan là người bảo vệ thành phố chìm Atlantic. Nó là một cỗ máy khổng lồ, một robot được tạo ra từ công nghệ của Atlantic. Leviathan thật sự có tồn tại hay không vẫn đang là một câu hỏi lớn chưa được các nhà khoa học giải đáp. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ. Với kích thước khổng lồ cũng như bộ răng nhọn này, sinh vật 12 triệu năm tuổi này quả rất xứng đáng với biệt danh là Leviathan, hay còn gọi là thủy quái mà các nhà khoa học đã dành cho nó. Quả thật, nếu Leviathan đã từng tồn tại thì rõ ràng trong quá khứ nó đã bị đánh bại bởi một thế lực nào đó. Liệu con người đã từng chế ngự được Leviathan hay chỉ đơn giản là nó không còn tồn tại nữa vì những thảm họa tự nhiên? Tất cả những điều đó vẫn cần được giải đáp theo thời gian, và đó cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Giải mã bí ẩn rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Nếu cảm thấy video thú vị, hãy tặng cho chúng mình một like, đồng thời đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ giải mã bí ẩn. Lịch công chiếu video mới của kênh là vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.